Điều tôi hối tiếc nhất là tôi đã sống ảo quá lâu. Tôi sợ thất bại nên tôi không dám kinh doanh riêng. Tôi đã không dám sống với đam mê của mình. Tôi đã chia tay người yêu mình. Điều tôi hối tiếc nhất là chưa chăm sóc bố mẹ chu đáo. Tôi do dự nên đánh mất cơ hội thăng tiến. Tôi không dám bước ra cái vùng an toàn của bản thân. Do sự cá tính của em, vô tình hại một người anh mà em yêu quý nhất. Em đã làm cho ba mẹ phải buồn, thì khóc vì em rất là nhiều. Điều cũng như là tôi hối tiếc nhất. Cho nên mọi người bây giờ cũng phải rút ra được kinh nghiệm. Khi mà mình làm việc á, là cũng phải dành hết một thời gian để về thăm ba má mình. Để cho ba má mình cũng nuôi mình từ nhỏ đến lớn. Rồi bây giờ về già sống có trơn lạnh lẽo và không ai chăm sóc hết. Tại do bản thân buông qua nhiều nơi, rồi trải nghiệm cuộc đời, mình thấy cái gì mình cũng sợ. Là tôi mãi mê công việc, không chăm chút gì đến bản thân. Nếu mà thời gian quay lại thì tôi nhất định sẽ hoàn thành năm lớp 12 mà để cho mẹ tôi không buồn. Nói tiếng rất quen là ở người bên trên bỏ quên gia đình của mình. Tôi đã không học tiếng Anh. Tôi sống theo một cái phương pháp của ba mẹ. Em muốn thoát ra khỏi cái đó.